Kính thưa cộng đoàn, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Nam sinh ngày 24 tháng 11 năm 1953 tại xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Thuộc giáo xứ Phúc Nhạc, giáo phận Phát Diệm. Ngài hiện là Tổng Giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là Chủ tịch đương nhiệm của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức cha Giuse Nguyễn Năng là con trai trưởng của ông cố Giuse Nguyễn Văn Tài và bà cố Maria Vũ Thị Ngũ. Gia đình ông bà cố có 10 người con, trong đó có 5 người con trai và 3 người con gái đang còn sống, 2 người con khác đã qua đời. Đức cha Giuse Nguyễn Năng có người em út cũng đi theo con đường tu trì, đó là Linh mục Phaolô Nguyễn Ngọc Phương. Và có người cậu là Linh mục Anton Vũ Sĩ Hoàng, ngài gọi cha Hoàng bằng cậu ruột. Năm 1954, cậu Giuse Nguyễn Năng cùng gia đình di cư vào miền Nam và định cư tại xã Gia Tân, quận Kiệm Tân, tỉnh Long Khánh. Nay thuộc xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, thuộc giáo xứ Bạch Lâm, giáo phận Xuân Lộc. Thuở thiếu thời, cậu Nguyễn Năng giúp lễ tại nhà thờ Bạch Lâm, Hà Gia Kiệm và có thiên hướng theo con đường tu trì. Năm 1962, gia đình cho cậu gia nhập tiểu chủng viện Vũng Tàu và các năm sau đó học tại tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Đến năm 1974 thì tốt nghiệp tiểu chủng viện. Linh mục Nicola Vũ Gia Đệ là giáo sư tiểu chủng viện Sài Gòn lúc bấy giờ đã nhận cậu Nguyễn Năng làm nghĩa tử và chăm sóc cho cậu tận tình trong con đường học tập và tu trì. Trong thời gian học tiểu chủng viện, chủng sinh Giuse Nguyễn Năng là một chủng sinh xuất sắc, luôn có mặt trong top 5 của lớp học. Sau khi tốt nghiệp tiểu chủng viện, chủng sinh Nguyễn Năng tiếp tục nhập học tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Pio X, Đà Lạt. Sau 1 năm dự bị và 4 năm học triết học chính thức, giữa năm 1974, thầy Nguyễn Năng đậu cử nhân triết học và đến hỗ trợ mục vụ tại giáo xứ Hà Nội. Kể từ năm 1965, tân giáo phận Xuân Lộc được tách ra từ tổng giáo phận Sài Gòn, chủng sinh Giuse Nguyễn Năng thuộc chủng sinh của giáo phận Xuân Lộc. Từ ngày 2 tháng 6 năm 1975, thầy Giuse Nguyễn Năng học thần học tại Giáo Hoàng Học Viện Pio X, Đà Lạt. Thầy học tại đây cho đến ngày Giáo Hoàng Học Viện bị giải thể ngày 9 tháng 8 năm 1977. Cùng lớp tại Giáo Hoàng Học Viện với thầy còn có 3 chủng sinh khác sau này cũng trở thành giám mục, đó là Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh và Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi. Năm 1978, trên chuyến xe từ học viện trở về gia đình, chủng sinh Giuse Nguyễn Năng đã sáng tác bài hát Tình Chúa Trung Kiên. Bài hát này đến hôm nay vẫn được cho phổ biến tại nhiều chủng viện ở Việt Nam. Sau khi tạm dừng việc tu học vì hoàn cảnh, chủng sinh Giuse Nguyễn Năng phụ giúp tu hội tông đồ nhỏ tại giáo xứ Bạch Lâm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho đến năm 1988. Trong thời gian này, thầy cũng lao động hỗ trợ gia đình như trồng rau, nuôi heo, xới chuối, v.v. Từ năm 1989 cho đến khi được phong chức linh mục, thầy Giuse Nguyễn Năng phụ giúp giáo xứ Thuận Hòa ở Biên Hòa Đồng Nai. Ngày 9 tháng 6 năm 1990, thầy phó tế Giuse Nguyễn Năng được phong chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Xuân Lộc. Khẩu hiệu của tân linh mục là Vì Ngài, con xin thánh hiến chính mình con. Sau khi được phong chức linh mục, cha Giuse Nguyễn Năng được bổ nhiệm làm linh mục chính xứ giáo xứ Thuận Hòa và ngài giữ chức vụ này đến năm 1998. Năm 1998, giáo phận Xuân Lộc cử linh mục Giuse Nguyễn Năng đi du học tại Roma. Đến năm 2002, ngài đã trở về Việt Nam với văn bằng tiến sĩ thần học tín lý. Sau khi về Việt Nam, từ năm 2003 đến năm 2005, cha Giuse Nguyễn Năng được chọn làm linh mục đặc trách chủng sinh giáo phận Xuân Lộc. Năm 2006, ngài được bổ nhiệm làm giám đốc đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Ngày 25 tháng 7 năm 2009, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Năng làm giám mục chính tòa giáo phận Phát Diệm. Cùng thời điểm này, Đức Giáo Hoàng còn bổ nhiệm các tân giám mục khác như Đức cha Giuse Vũ Duy Thống làm giám mục giáo phận Phan Thiết, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nệ, giám mục phụ tá giáo phận Bùi Chu làm giám mục giáo phận Thái Bình
và cha Thomas Aquino Vũ Đình Hiệu làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Đức cha Giuse Nguyễn Năng chọn khẩu hiệu giám mục là Hiệp Thông và Phục Vụ. Ngài là giám mục thứ 100 của hàng giám mục Việt Nam và là giám mục thứ 13 tốt nghiệp tại Giáo Hoàng Học viện Pio 10, Đà Lạt. Vào sáng Chúa Nhật ngày 26 tháng 7 năm 2009, sau khi tông sắc bổ nhiệm được công bố, tất cả các nhà thờ thuộc giáo phận Phát Diệm đã kéo chuông loan báo tin mừng bổ nhiệm tân giám mục. Nói về cảm xúc cá nhân, sau khi tin tức bổ nhiệm giám mục chính thức được công bố, Đức cha Giuse Nguyễn Năng cho biết Ngài ngỡ ngàng với trách nhiệm và những khó khăn. Ngài cho rằng Ngài cũng như các linh mục khác chỉ mong ước làm linh mục, không mong đợi làm giám mục. Và Ngài chấp nhận lời mời trở thành giám mục vì tinh thần của Giáo hội Công giáo. Đức cha Giuse Nguyễn Năng cũng cho rằng tất cả là nhờ ơn từ Thiên Chúa, nhưng có những ơn Ngài thích và cũng có những ơn Ngài không thích. Ngoài ra, Ngài cũng bày tỏ sự lo lắng của mình, ngại ngùng khi phải rời xa giáo phận Xuân Lộc, nơi mà Ngài đã gắn bó hơn 50 năm trong cuộc đời. Nói về giáo phận Phát Diệm, Ngài cho biết dù sinh ra tại đây nhưng Ngài không biết nhiều về quê hương và chỉ có kiến thức qua sách vở cũng như những chuyến thăm quê hương với tư cách là khách du lịch. Đức cha Giuse Nguyễn Năng cho rằng Ngài phải học để trở thành người Phát Diệm qua các phong tục tập quán, văn hóa, v.v. Giải thích về khẩu hiệu giám mục, hiệp thông và phục vụ. Đức cha Giuse diễn giải rằng theo sách công vụ tông đồ, hiệp thông và phục vụ là hai yếu tố nòng cốt làm thành đời sống của Giáo hội Công giáo với mục đích làm chứng cho sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Ngài cho rằng muốn làm chứng cho Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo cần phải hiệp thông và phục vụ. Hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi, với các thành phần giáo dân và những người ngoài tôn giáo. Còn nói về phục vụ, Ngài cho rằng Giáo hội Công giáo được sai đến để phục vụ con người. Các thành phần trong giáo phận cần dấn thân phát triển môi trường xã hội trong nhiều khía cạnh. Nói về hình ảnh biểu tượng huy hiệu, Ngài trình bày rằng hình ảnh ba người giang tay liên kết với nhau để làm thành chữ H nối với chữ T, tức là hiệp thông. Đồng thời gợi nhắc đến tam quan của nhà thờ chính tòa Phát Diệm. Ngài cho rằng hình ảnh biểu tượng này nhằm toát lên sự hiệp thông của giáo hội tại địa phương. Về hình ảnh thánh giá, Ngài cho biết vị trí nằm giữa huy hiệu tượng trưng cho Thánh giá Đức Kitô nằm ở trung tâm đời sống giáo hội và bao trùm mọi sinh hoạt của giáo hội, kèm màu nền đỏ biểu trưng cho sự sống khởi nguồn từ Thánh giá. Ngay sau khi tin bổ nhiệm chính thức được công bố, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám quản tông tòa giáo phận Phát Diệm lúc đó, đã gửi thư cho cộng đồng giáo dân giáo phận Phát Diệm nhằm mục đích thông tin về tân giám mục Giuse Nguyễn Năng. Ngày 27 tháng 7 năm 2009, Phái đoàn Giáo phận Phát Diệm do Đức cha Nguyễn Chí Linh, giám quản tông tòa dẫn đầu, đã đến chào thăm tân giám mục đang ở tại Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Tại buổi gặp mặt này, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã trao các biểu tượng giáo phận cho Đức tân giám mục như bản đồ giáo phận, con dấu giáo phận, cuốn tự thuật về các linh mục và phó tế. Đồng thời, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh cũng trao tặng Đức tân giám mục các phẩm phục chức giám mục, mũ mitra, mũ giuchetto, gậy mục tử, thanh giá đeo ngực, nhẫn giám mục. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh cũng bàn giao nhiệm vụ giám mục tại Phát Diệm cho Đức giám mục tân cử. Đức cha tân cử Giuse Nguyễn Năng thực hiện chuyến viếng thăm giáo phận Phát Diệm kéo dài từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 8 năm 2009. Ngài kêu gọi mọi người cộng tác với mình để phát triển giáo phận Phát Diệm về mọi phương diện. Sau khi đến Hà Nội, Đức cha Giuse Nguyễn Năng cùng đoàn tháp tùng đến chào thăm Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt và Đức Giám mục Phụ tá Lorenzo Chu Văn Minh, sau đó Ngài về tòa giám mục Phát Diệm. Trong những ngày này, Đức cha Giuse Nguyễn Năng đến thăm các địa điểm quan trọng thuộc giáo phận như Giáo xứ Hảo Nho là nơi đầu tiên cha thừa sai Alexander Rốt đến địa phận Phát Diệm, dòng mê thánh giá Lưu Phương Phát Diệm, nhà thờ chính tòa Phát Diệm, nhà xứ Phát Diệm, thăm các linh mục tại nhà hưu Phát Diệm. Ngài cũng có buổi gặp mặt với linh mục đoàn và thực hiện nghi thức nhận bàn giao từ Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh.
ngày 12 tháng 8 năm 2009, Ngài cùng với Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh dẫn đoàn đến chào thăm và cảm ơn các cấp chính quyền tỉnh Ninh Bình, huyện Kim Sơn và thị trấn Phát Diệm. Đức cha Giuse Nguyễn Năng chính thức về giáo phận Phát Diệm vào ngày 24 tháng 8 năm 2009. Trên đường về tòa giám mục Phát Diệm, Ngài có ghé thăm giáo xứ Ninh Bình, giáo xứ Phúc Nhạc. Thánh lễ tấn phong giám mục cho Đức cha Giuse Nguyễn Năng được cử hành vào lúc 8 giờ 30 phút thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2009 tại nhà thờ chính tòa Phát Diệm. Chủ phong trong thánh lễ là Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc. Hai giám mục phụ phong là Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục chính tòa giáo phận Thanh Hóa, nguyên giám quản giáo phận Phát Diệm và Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên giám mục giáo phận Phát Diệm. Có khoảng 20.000 giáo dân đã đến tham dự thánh lễ tấn phong này. Sau lễ tấn phong 2 ngày, Đức cha Giuse Nguyễn Năng dẫn đoàn linh mục giáo phận Phát Diệm đến thăm giáo phận Thanh Hóa, nhằm gửi lời cảm ơn Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã chăm sóc mục vụ cho giáo phận Phát Diệm trong tư cách giám quản tông tòa suốt 2 năm vừa qua. Đức cha Giuse Nguyễn Năng có chuyến đi Hoa Kỳ kéo dài hơn 1 tháng, từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 năm 2012. Với mục đích thăm và sinh hoạt mục vụ với các linh mục và tu sĩ nam nữ cũng như giáo dân gốc giáo phận Phát Diệm sinh sống tại đây. Tháng 10 năm 2012, Đức cha Giuse tham gia thượng hội đồng giám mục về Tân Phúc Âm Hóa tổ chức tại Roma. Trong kỳ đại hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ 12 từ ngày 7 tháng 10 năm 2013 đến ngày 11 tháng 10 năm 2013 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Đức cha Giuse Nguyễn Năng được Hội đồng Giám mục bầu chọn làm Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin nhiệm kỳ từ năm 2013 đến năm 2016. Tháng 5 năm 2016, trong chuyến thăm mục vụ tại miền Nam bang California, Hoa Kỳ, Đức cha Giuse Nguyễn Năng đã đến thăm trụ sở Tòa báo Công giáo Hải ngoại Việt Catholic và có cuộc gặp gỡ cha Gioan Trần Công Nghị, giám đốc của Việt Catholic. Ngày 5 tháng 10 năm 2016, trong kỳ đại hội lần thứ 13 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, các giám mục đã bầu chọn Đức cha Giuse Nguyễn Năng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục nhiệm kỳ từ năm 2016 đến năm 2019. Giữa tháng 1 năm 2018, Đức cha Giuse Nguyễn Năng cùng với các linh mục giáo phận đón tiếp phái đoàn ngoại giao tòa thánh đến viếng thăm giáo phận Phát Diệm. Đoàn ngoại giao do Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao tòa thánh dẫn đầu. Trong kỳ hội nghị thường niên lần thứ 2 của Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức tại giáo phận Mỹ Tho ngày 27 tháng 9 năm 2018, Đức cha Nguyễn Năng cùng với Đức Hồng Y Ferro Nguyễn Văn Nhơn và Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam. Các ngài đã đến viếng ông Trần Đại Quang, cố Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nhà tang lễ quốc gia ở Hà Nội. Tại đại hội lần thứ 14 của Hội đồng Giám mục Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 năm 2019. Đức cha Giuse Nguyễn Năng tiếp tục được chọn đảm trách vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục trong nhiệm kỳ từ năm 2019 đến năm 2022. Ngày 19 tháng 10 năm 2019, Đức cha Giuse Nguyễn Năng được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Ngài cũng kiêm nhiệm vai trò giám quản Tông tòa giáo phận Phát Diệm. Trong văn thư gửi đến Cộng đoàn Giáo dân Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám quản Tông tòa Tổng giáo phận đã loan tin về việc bổ nhiệm này. Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng kêu gọi giáo dân cảm tạ Thiên Chúa và Đức giáo Hoàng Francisco vì đã sớm bổ nhiệm giám mục cho giáo phận. Được biết, Đức cha Giuse Nguyễn Năng là Tổng giám mục thứ tư của Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Dù là người gốc giáo phận Phát Diệm, nhưng với việc đi theo con đường tu trì từ thuở thiếu thời tại Sài Gòn, việc bổ nhiệm quản lý Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh thực tế chỉ là một sự trở về đối với Đức tân Tổng giám mục. Ngày 21 tháng 10 năm 2019, phái đoàn Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh đến giáo phận Phát Diệm nhằm chào mừng tân Tổng giám mục.
phái đoàn dẫn đầu bởi Đức cha giám quản tông tòa Giuse Đỗ Mạnh Hùng và Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục phụ tá. Đi cùng đoàn còn có linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân, tổng đại diện, linh mục Phêrô Kiều Công Tùng, trưởng ấn kiêm chánh văn phòng tòa tổng giám mục, và linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, chánh văn phòng hội đồng giám mục Việt Nam, linh mục Giuse Phạm Bá Lãm, đại diện linh mục gốc phát diệm tại miền Nam. Sau khi nhận được lời chúc mừng, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Nam kêu gọi mọi người cầu nguyện cho Ngài trong sứ vụ mới. Chia sẻ với phái đoàn Tổng Giáo Phận trong chuyến thăm này, Đức Tổng Giuse cho biết dù đã đón nhiều lượt khách nhưng cảm giác của Ngài hôm nay rất hồi hộp và chưa có tiền lệ. Nói về việc bổ nhiệm về Tổng Giáo Phận, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Nam cho rằng đây là một sự bất ngờ nhưng phải đón nhận với sự vâng phục của một tín hữu công giáo với Đức Giáo Hoàng. Đức Tổng Giuse Nguyễn Nam trả lời phỏng vấn Ban Truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn tại phòng khách Giáo Phận Phát Diệm vào ngày 21 tháng 10 năm 2019. Được hỏi về cảm nhận của mình khi đón nhận tin tức công bố bổ nhiệm về làm Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Thành phố Hồ Chí Minh, Ngài cho rằng việc sẵn sàng đón nhận sự bổ nhiệm của các vị bề trên. Ngài cho biết tại Giáo Phận Phát Diệm đang có chương trình mục vụ dự định sẽ cần thêm nhiều thời gian. Đức cha cho rằng mình cũng có nhiều ưu tư nhưng tin vào Chúa Thánh Thần và sẵn sàng để đón nhận nhiệm vụ mới. Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng cho rằng tin bổ nhiệm đột ngột và còn chương trình mục vụ quan trọng cần hoàn tất tại Giáo Phận Phát Diệm nên Ngài dự định ngày 11 tháng 12 sẽ nhận sứ vụ tại Tổng Giáo Phận Thành phố Hồ Chí Minh. Khi được hỏi về chặng đường sắp đến trong việc kiêm nhiệm hai giáo phận xa cách nhau hơn 1.500 km, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cho rằng đây cũng là một trở ngại vì sức con người luôn có giới hạn. Việc kiêm nhiệm này rất khó vì Ngài phải dành thời gian làm quen ở Tổng Giáo Phận Thành phố và công việc chính cũng tại Tổng Giáo Phận. Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng nói rằng Ngài sẽ sắp xếp đến Giáo Phận Phát Diệm mỗi khi có thể để các hoạt động mục vụ không đình trệ trong thời gian chờ Tòa Thánh bổ nhiệm Tân Giám mục Phát Diệm. Ngày 26 tháng 10 năm 2019, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng dùng quyền giám quản Tông Tòa Giáo Phận Phát Diệm, Ngài đã ký văn thư bổ nhiệm linh mục đại diện giám quản và phó đại diện giám quản. Hai chức vụ này lần lượt trao cho cha Anton Phan Văn Tự và cha Phêrô Nguyễn Văn Hiện. Trong văn thư nêu rõ, cha Anton Phan Văn Tự đóng vai trò như một linh mục tổng đại diện có quyền hành pháp. Còn cha Phêrô Nguyễn Văn Hiện được thừa ủy quyền đặc trách vấn đề ngoại vụ. Ngày 28 tháng 10 năm 2019, Đức Tổng Giuse lên đường thăm trụ sở Giáo Phận Phát Diệm tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Ngài đến thăm Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn và gặp gỡ Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn. Tiếp đến là thăm Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận thành phố Hồ Chí Minh và trao đổi về lịch trình lễ nhậm chức. Nhắc đến khẩu hiệu hiệp thông và phục vụ cùng với đường hướng mục vụ trong vai trò mới, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng bày tỏ mong muốn giáo dân Tổng Giáo Phận sống hiệp thông với nhau nhằm phục vụ con người và xã hội. Khi được hỏi về những trăn trở trong việc mục vụ đối với Tổng Giáo Phận lớn, Đức Tổng Giuse cho rằng Ngài đã có kinh nghiệm 10 năm làm giám mục, nhưng môi trường và đời sống tôn giáo của Phát Diệm khác với thành phố Hồ Chí Minh. Ngài lo lắng về việc làm cách nào để phát huy hết tiềm năng của giáo dân Tổng Giáo Phận. Ngoài ra, những vấn đề về đời sống hưởng thụ vật chất, coi nhẹ đời sống tinh thần, vấn đề di dân cũng là mối bận tâm của Đức Tổng Giuse. Được phỏng vấn với câu hỏi, người đời thường nói càng cao danh vọng càng đầy gian nan, Đức Tổng Giám mục Giuse cho biết, đối với đời sống môn đệ Đức Kitô nhận lãnh trách nhiệm quan trọng, đồng nghĩa với việc đi xuống làm người phục vụ. Sáng ngày 2 tháng 12 năm 2019, Đức Tân Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã đến thăm Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chuyến thăm, Đức cha giám quản Tông Tòa Giuse Đỗ Mạnh Hùng giới thiệu các giáo điểm trong Tổng Giáo Phận và các phòng ban tại Tòa Tổng Giám mục. Vào lúc 18 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2019, nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của Tân Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng được cử hành tại nhà nguyện Đại chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn.
Nghi thức có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, 16 Đức Giám mục, các linh mục, tu sĩ, các thân nhân và một số đại diện các đoàn thể trong Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc tuyên xưng đức tin, Đức Tân Tổng Giám mục cũng tuyên thệ sẽ thực thi mọi điều luật và chu toàn chức vụ mới cách tốt nhất. Nghi thức kết thúc vào lúc 18 giờ 45 phút cùng ngày. Thánh lễ nhậm chức của Đức Tân Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng được cử hành lúc 8 giờ 30 phút ngày 11 tháng 12 năm 2019 tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Trong thánh lễ nhậm chức, Đức Tổng Giám mục Giuse cảm ơn mọi người hiện diện trong thánh lễ và xin ơn ngoan ngoãn vâng theo Chúa Thánh Thần. Năm 2020, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã ra nhiều thư mục vụ gửi đến giáo dân Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 25 tháng 3 năm 2020, Đức Tổng Giám mục ra thư chung gửi giáo dân thông báo về việc tạm đình chỉ tất cả các thánh lễ với sự tham dự của giáo dân trong Tổng giáo phận. Kể từ 16 giờ ngày 26 tháng 3 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới. Trả lời phỏng vấn của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức Tổng giám mục cho biết, vì ý thức được sự nguy hiểm của virus, Ngài đã khuyến khích giáo dân ý thức về trách nhiệm của một người công dân trong xã hội. Ngày 8 tháng 5 năm 2020, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng căn cứ vào thông báo của Văn phòng Chính phủ và văn thư của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ngài đã cho phép sinh hoạt mục vụ bình thường trở lại trên địa bàn Tổng giáo phận Sài Gòn tính từ ngày 9 tháng 5 năm 2020. Ngày 19 tháng 2 năm 2022, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng thực hiện nghi thức nhận dây pallium. Do Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam cử hành tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Trong đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ 15 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022 tại Tổng giáo phận Hà Nội, các giám mục Việt Nam đã bầu chọn Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ từ năm 2022 đến năm 2025. Ngày 7 tháng 8 năm 2023, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng đã đón tiếp và hội đàm với ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong chuyến thăm Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính thưa cộng đoàn, như vậy, tính đến năm 2024, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng đã tròn 71 tuổi với 34 năm linh mục và 15 năm trong sứ vụ giám mục. Chúng ta cùng chúc mừng và hiệp ý cầu nguyện để Ngài hoàn thành tốt sứ vụ mà Thiên Chúa và Giáo hội đã giao phó. Trên đây là những thông tin khái quát về cuộc đời của Đức Tổng Giám mục Giuse được tổng hợp từ một số nguồn tư liệu khác nhau. Chắc chắn là không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu quý vị muốn đóng góp ý kiến, xin vui lòng comment vào phần bình luận dưới video. Xin quý vị ủng hộ kênh bằng cách đăng ký theo dõi và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem.